Nguyễn Tất Nhiên, những ngày tháng cũ. Bài viết này của nhà thơ Du Tử Lê viết về Nguyễn Tất Nhiên từ những ngày bắt đầu làm thơ và chưa nổi tiếng. Chính Du Tử Lê đã đặt bút danh cho Nguyễn Tất Nhiên từ khi Nguyễn Tất Nhiên còn dùng cái tên rất học trò là Hoài Thi Yên Thi. Du Tử Lê cũng là người kết nối để nhạc sĩ Phạm Duy gặp Nguyễn Tất Nhiên để rồi cho ra đời những tình khúc bất tử. Cuối năm 1970, một buổi sáng khi tôi đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc kê gần một cái cây cột của cà phê Le Bagot ở ngã tư đường Tự Do và Lê Thánh Tôn, Sài Gòn cũ, với Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Quốc Trụ, Huỳnh Phan Anh, thì một học sinh khẳng khiu lênh khênh đẩy cửa bước thẳng vào. Cậu tiến thẳng tới bàn chúng tôi, không chào hỏi ai. Cậu hỏi tôi có phải là Du Tử Lê. Tôi gật đầu, thoáng nghĩ có chuyện gì bất thường. Thời gian đó, thỉnh thoảng một vài học sinh sinh viên đi tìm tôi ở Le Bagot không phải là chuyện hiếm, nhưng cậu học trò này với dáng vẻ ngơ ngáo hiển nhiên không phải là một học sinh hay sinh viên ở Sài Gòn. Với chiếc quần tây màu xanh dài, cao trên mắt cá đã ngả màu, trên ngực áo sơ mi trắng khâu huy hiệu Ngô Quyền, chân đi dép Nhật, tay cầm tờ báo Văn và một cuốn sách nhỏ, cậu là khuôn mặt lạ mới thấy lần đầu. Mấy người bạn cùng ngồi im lặng, tôi đứng dậy chỉ cậu qua chiếc bàn trống kê sát khung kính lớn nhìn ra đường Tự Do. Sau khi cậu cho biết cậu tên là Hải, tôi hỏi cậu uống gì. Trong lúc tiếp tục kín đáo quan sát, lúc người phục vụ lấy xong order đi khuất, tôi hỏi ai chỉ cho Hải tới đây. Cậu học trò tỉnh lẻ ngập ngừng: em tìm anh đã lâu, viết thư cho báo Văn hỏi xin địa chỉ của anh, nhưng họ từ chối, hỏi nơi anh làm việc họ nói không biết. Sáng nay em phải tới thẳng tòa soạn Văn. Em nói em từ Biên Hòa lên, cho em gặp anh, họ bảo ông Lê không có ở đây. Ai trả lời câu đó? Cái ông mập đen ngồi bàn trong, không phải ông ngồi bàn ngoài ốm cao, hình như đó là ông Trần Phong Giao. Nói xong, ông ấy lại cúi xuống làm việc, coi như không có em. Nhưng em cứ đứng nguyên. Chập sau, ông ngước lên lại nhìn em, ý hỏi em có còn cần gì nữa không. Em nói em muốn mua một tờ báo Văn số mới, và có cách nào chỉ cho em địa chỉ hoặc chỗ làm của anh để em đi tìm anh, vì em ở rất xa, Biên Hòa chứ không phải ở đây. Vừa nói, Hải vừa rất tự nhiên rút một điếu thuốc của tôi trên bàn, châm lửa hút. Tựa hơi thuốc giúp cho nhịp tim của cậu dập lại bình thường hơn. Sau quãng đường dài, Hải tiếp, giọng có phần phàn nàn: ông ấy vẫn cứ nhìn em không nói, cũng không nhúc nhích. Tới lúc đó em mới chợt nghĩ ra, có thể ông ấy ngại em gây phiền hà anh hay sao đó. Em bèn đưa một cuốn thơ em có cầm theo đây cho ổng thấy rằng em chỉ muốn gặp anh để tặng anh tập thơ mà thôi. Hải đẩy cuốn thơ mỏng khổ giấy viết thư gấp đôi bìa đóng kim về phía tôi. Nhan đề của cuốn thơ in dạng copy là Thiên Tai, chữ lớn đậm tên tác giả Hoài Thi Yên Thi, chữ nhỏ mảnh. Hải nói tiếp: ông ấy không cầm xem, chỉ lên liếc nhìn. Cuối cùng ông xoay người với tay qua dãy kệ phía sau, lấy cho em tờ Văn. Ông bảo không lấy tiền, cầm về Biên Hòa mà đọc, rồi chỉ đường cho em ra đây. Ông dặn thêm rằng ông Du Tử Lê mặc đồ lính, thường ngồi nơi chiếc bàn kê sát cột. Nếu cậu đi vào tiệm cà phê từ phía đường Lê Thánh Tôn, nhớ là cửa ở đường Lê Thánh Tôn chứ không phải Tự Do. Những tưởng mục đích của Hải chỉ là muốn trao tận tay tôi tập thơ, khi tôi nhắc Hải nên trở lại Biên Hòa sớm để đi học, thì Hải cho biết thêm rằng cậu được nghỉ học nguyên ngày và ngập ngừng ngỏ ý nhờ tôi đưa tập thơ cũng như mấy bài thơ của cậu cho báo Văn. Em gửi bài cho Văn bao giờ chưa? Tôi hỏi. Hải đáp, có nhiều lần nhưng Văn không đăng một bài nào. Cầm lên tập thơ mỏng của Hải, lật vài trang, tôi nghĩ ngay cái bút hiệu Hoài Thi Yên Thi của cậu
đã tố cáo tính cách văn nghệ học sinh, thành viên thi văn đoàn tỉnh lẻ rồi. Ngay cái tên tự nó cũng đủ khiến những người phụ trách việc chọn thơ cho Văn không tin tưởng. Tôi nói ra ý nghĩ của mình với Hải. Tôi bảo tốt nhất Hải nên chọn tên thật, vì cái tên Hoài Thi Yên Thi nghe cải lương học trò không ổn. Thời gian đó, tại Sài Gòn cũng như ở các tỉnh, phong trào thành lập thi văn đoàn được mùa nhiều như cỏ sau mưa. Tôi biết có những thi văn đoàn chỉ một hai người, thậm chí một người cũng có thể nghĩ ra tới hai ba tên thi văn đoàn khác nhau. Tôi chờ đợi Hải sẽ tỏ ý khó chịu trước lời nói thẳng của mình, nhưng không, Hải mím môi im lặng. Bất ngờ Hải nói: "Vậy anh nghĩ cho em một cái tên đi." Tôi cho Hải biết cách tốt nhất là nên lấy tên thật của mình, hay dở gì nó vẫn là cái tên bố mẹ đặt. Còn đã chọn bút hiệu thì việc đầu tiên, bút hiệu đó phải lạ dù vô nghĩa. Bút hiệu lạ sẽ dễ gây nhiều chú ý cho người đọc. Tôi giải thích: "Nêu bút hiệu và nghệ danh vài nhà văn, ca sĩ làm thí dụ, tôi nói đó là những cái tên vô nghĩa, nhưng trước khi trở thành quen thuộc thì nó là những cái tên lạ." Tôi thêm: "Có khi đó lạ ở chính sự vô nghĩa của nó." Hải bật cười lớn. Tiếng cười của Hải khá đặc biệt, nó có thể khiến người chung quanh giật mình. Hải nói ngay: "Vậy anh nghĩ cho em một cái tên lạ đi, không có nghĩa cũng được." "Em để vài bữa nữa được không?" Hải năn nỉ. "Không anh, em ở tuốt Biên Hòa, lại không có xe, đâu có thể chạy lên chạy xuống thường xuyên được. Em nói rồi, một cái tên không có nghĩa gì cũng được." Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Tôi biết tôi phải có mặt ở chỗ làm việc trước 11 giờ là chậm nhất. Nhưng Hải không cho tôi cảm tưởng Hải sẽ buông tha tôi sớm. Như thể việc tôi phải nghĩ cho cậu một cái tên là chuyện đương nhiên. Chẳng biết có phải hai chữ đương nhiên thoáng hiện ra đã dẫn tới hai chữ tất nhiên. Tôi hỏi Hải: "Em họ gì?" "Em họ Nguyễn." Tôi mượn Hải cây bút, viết ba chữ xuống bìa sau tập Thiên Tai: "Nguyễn Tất Nhiên." Hải cười rộ, vẫn tiếng cười có thể làm giật mình chung quanh. Tôi hỏi: "Có hiểu hai chữ tất nhiên?" Hải gật đầu. Tôi nói tiếp: "Tất nhiên là như thế. Mặc dù tất nhiên như thế nào thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Có khi cuối cùng câu trả lời mà em sẽ nhận được là tất nhiên một thiên tai." Tới bây giờ tôi cũng không hiểu bắt nguồn từ động lực nào mà chẳng những tôi không dị ứng với cung cách ứng xử tự nhiên không phép tắc của người nam như Nguyễn Tất Nhiên, mà tôi còn chiều ý Nhiên trước nhiều bất ngờ phiền toái Nhiên mang đến cho tôi. Bất ngờ là đầu tiên, là ngay ngày hôm sau chứ không phải nhiều ngày như Nhiên nói. Nhiên tìm tôi ở phòng báo chí cục tâm lý chiến giữa nơi tôi đang làm việc. Lần này Nhiên đưa tôi một sấp thơ viết tay với bút hiệu Nguyễn Tất Nhiên. Nhiên muốn tôi mang ngay ra báo văn cho Trần Phong Giao. Tôi hứa tôi sẽ làm, nhưng em về đi, anh đang phải làm việc. Thêm nữa, không thể có kết quả ngay và cũng đừng hy vọng nhiều ở lần gửi này. Nhiên đồng ý, nhưng em vẫn chờ anh. Đằng nào anh cũng đi ăn trưa phải không? Em chờ ở đây bên kia đường. Không biết từ lúc nào mà Nhiên biết bên kia cục tâm lý chiến ở cuối đường Hồng Thập Tự có một quán nhỏ do một người lính trong cục mở cho vợ đứng bán. Hôm đó mãi quá trưa tôi mới tạm xong công việc của mình. Những tưởng khi đi ra Nhiên sẽ không còn đó, nhưng tôi nhầm. Bất ngờ kế tiếp là sau này gần như ngày nào Nhiên cũng tìm tôi chờ đợi, khi ở tiệm cà phê, khi ngay trong căn phòng nhỏ mà chúng tôi thuê gần chỗ làm. Với thời gian, Nhiên trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ của chúng tôi từ lúc nào, tôi cũng không nhớ nữa. Khổ nỗi, khi số ngày đêm Nhiên ở trong căn phòng nhỏ của chúng tôi gia tăng bao nhiêu,
thì số lần mẹ tôi đến thăm chúng tôi lại giảm đi bấy nhiêu. Số là mẹ tôi vốn là người Bắc, thuộc loại cổ xưa rất cực đoan. Bà không chịu nổi Nhiên, nhất là những lần bà ghé thăm chúng tôi. Nếu Nhiên đang có mặt thì bao giờ Nhiên cũng dương mắt nhìn mẹ tôi như muốn hỏi bà tìm ai. Tôi nhắc Nhiên nhiều lần nên chào mẹ tôi một tiếng. Tôi cũng từng nói với mẹ tôi rằng Nhiên là người Nam, không quen chào hỏi, chứ không phải cố tình hỗn láo. Tuy nhiên, nói cách nào thì mẹ tôi cũng không chịu nổi Nhiên. Bà không thể hình dung mỗi lần đi thăm con cháu của bà là một lần bà phải gặp một thằng nhỏ dương mắt hỏi bà muốn tìm ai. Ngoài thói quen nhìn mẹ tôi như tra khảo, Nhiên còn là người cực kỳ bừa bãi. Những khi bận làm thơ, Nhiên dùng hết tất cả 5 chiếc phin cà phê có sẵn trong nhà, xong vứt chúng vào bồn rửa mặt. Tàn thuốc lá và bản thảo, những tờ giấy viết nháp của Nhiên thì khỏi nói. Nhiên không chỉ vung vãi khắp bàn viết của tôi mà còn phủ đầy sàn gạch. Nhiều lần mẹ tôi nói bà rất ngứa mắt, bà đi thăm con cháu chứ không phải để hầu cái ông đầu gối cao quá mang tai kia. Chẳng là khi làm thơ, Nhiên thường ngồi co một mình trên ghế. Thỉnh thoảng Nhiên cũng co cả hai chân, như kiểu ngồi nước lụt, mà chân của Nhiên thì dài thật. Cũng lại là một bất ngờ nữa với tôi, dù chưa phải là bất ngờ sau cùng, khi một hôm Nhiên ngỏ ý nhờ tôi chuyển thơ của Nhiên cho nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Thời gian kể từ đầu năm 1970 tới giữa năm 1974, với sự đồng ý của Thành Hiện Đại, tôi là người xuất bản gần như tất cả những tập nhạc của Phạm Duy. Ngay tập Ngày Đó Chúng Mình của ông, tôi cũng là người tái bản khi ông ngỏ ý muốn được in lại. Thuở đó, hai họa sĩ tôi nhờ trình bày bìa các tập nhạc nhiều nhất là Hồ Thành Đức và Nguyên Khai. Cả hai người này hiện cư ngụ tại quận hạt Orange County. Vì công việc đòi hỏi, tôi thường phải liên tục với nhạc sĩ Phạm Duy. Sự gặp gỡ của chúng tôi không chỉ là chuyện bản quyền, mà còn là nhu cầu thỏa thuận với nhau trong công việc, chọn lựa các bản nhạc cho từng chủ đề, hoặc chia đều những bản nhạc ăn khách cho nhiều tuyển tập khác nhau. Một buổi tối, tôi đến gặp nhạc sĩ Phạm Duy ở cư xá Chu Mạnh Trinh, Phú Nhuận, sau khi giao cho ông bản layout một tập nhạc mới, để ông dò lại phần nốt nhạc trước khi bỏ in. Tôi đưa ông cuốn thơ Thiên Tai của Nguyễn Tất Nhiên. Nhờ ông nếu được phổ nhạc hộ một bài cho Nhiên. Tôi kể thật với ông rằng từ nhiều ngày tháng qua, Nhiên mơ ước có một lần có thơ đăng trên tạp chí văn. Nhưng tôi không giúp được, tôi thất bại. Lần nào Trần Phong Giao cũng bảo tôi thơ học trò, không đăng được. Có lần họ Trần còn nói thẳng với tôi rằng: "Mày đừng đưa thơ thằng này cho tao nữa, thơ của nó không thích hợp với báo văn." Nhạc sĩ Phạm Duy nhận lời, tôi biết ngoài những bài thơ chọn để phổ nhạc, ông còn có tài phổ nhạc bất cứ một bài thơ nào nếu tác giả tìm đến, nhờ cậy và trả tiền đúng giá. Vấn đề còn lại như phổ biến, in ấn thuộc về nhà thơ đó, ông hoàn toàn vô can. 3 ngày sau, sau một lần gặp lại nhau vì công việc, nhạc sĩ Phạm Duy cho biết ông đã phổ gần xong bài Thà Như Giọt Mưa. Ông nhờ tôi nhắn Nhiên lên gặp ông. Trước khi tôi về, ông nói nán lại một chút để ông hát thử cho nghe. Những chỗ chưa có ca từ thì ông ư. Hát xong, ông cười bảo kinh nghiệm của ông cho biết nó sẽ là một bản nhạc ăn khách. Tôi nghĩ tụi trẻ sẽ thích lắm với cái cách triết lý nôm na có còn hơn không, có còn hơn không này. Ngày hôm sau, Nhiên từ Biên Hòa bay thẳng đến nhà Phạm Duy. Bản nhạc ra đời với những chi tiết không hề có trong bài thơ, cụ thể như câu khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên, cùng nhiều câu khác. Đó là phần lời thêm vào do nhạc sĩ viết, căn cứ vào những gì Nhiên kể. Đúng như nhạc sĩ Phạm Duy tiên đoán, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bản nhạc đã trở thành top hit.
về khả năng bắt mạch thị trường, các nhạc sĩ thời đó đã bầu nhạc sĩ Phạm Duy là vua của các vua, nên không ai ngạc nhiên khi thấy Phạm Duy liên tiếp phổ thêm một số thơ của Nguyễn Tất Nhiên như Hai năm tình lận đận, Em hiền như ma sơ. Qua những ca khúc này, một sớm một chiều, Nguyễn Tất Nhiên nổi tiếng khắp nơi như một hiện tượng chưa từng xảy ra. Ngược hẳn với sự yên ắng của các diễn đàn văn học, không một bài thơ nào của Nhiên xuất hiện. Sự nổi tiếng mau chóng và ồn ào này đưa Nhiên tới việc được Đinh Tiến Luyện, Phạm Chu Sa ở tuần báo Tuổi Ngọc của Duyên Anh xin thơ. Sự bộc phát giao thiệp của Nhiên từ cái gốc là tòa soạn Tuổi Ngọc đã dẫn tới những bất ngờ khác cho tôi. Đó là sự kiện Nhiên đem về nhà giới thiệu cho tôi rất nhiều người bạn mới của Nhiên. Khi thì đó là Vũ Hữu Định, Phạm Chu Sa, khi thì Nguy Ngữ, Nguyễn Đăng Hà, lúc thì Hoàng Yên Trang, Hạc Thành Hoa, về từ Sa Đéc, khi thì Bùi Thuận, Vũ Hà Du, về từ Vũng Tàu. Căn phòng nhỏ xíu của chúng tôi nhiều ngày không đủ chỗ ngồi cho Nhiên và các bạn của Nhiên. Năm 1972, khi nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng thay thế nhà văn Trần Phong Giao trong vai trò thư ký tòa soạn văn, Nguyễn Tất Nhiên lại nhờ tôi đưa bài cho Văn. Tôi cũng kể thật với Hoàng về ước mơ của Nhiên. Ít nhất một lần thấy thơ mình được đăng trên Văn, ông nhận lời giúp. Sau khi Nguyễn Tất Nhiên mất ngày 3 tháng 8 năm 1992, tại miền Nam California, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã kể lại chuyện này trong một bài viết có tính cách tưởng niệm Nguyễn Tất Nhiên. Nhưng khi nhà văn Mai Thảo thay thế Nguyễn Xuân Hoàng trông nom bài vở tạp chí Văn, thì Mai Thảo lại có cùng quan điểm với Trần Phong Giao. Để chấm dứt bài viết này, tôi muốn bước nhanh tới cái mà tôi tạm gọi là bất ngờ cuối cùng xảy ra một buổi trưa ở phòng báo chí Cục Tâm Lý Chiến, Sài Gòn đầu năm 1974. Đó là khi tôi được mời qua phòng làm việc của Trung tá Nguyễn Đạt Thịnh, trưởng phòng báo chí mà tôi là nhân viên. Ông kể, nhạc sĩ Phạm Duy mới gặp ông, cho biết Nguyễn Tất Nhiên đòi Phạm Duy phải đưa cho Nhiên 1 triệu đồng. Nhiên cần tiền mua một chiếc xe Honda đi học, nếu không Nhiên sẽ nhờ luật sư đưa họ Phạm ra tòa. Sau đó, Trung tá Thịnh thuật lại lời của nhạc sĩ Phạm Duy, cho rằng tôi là người gây họa cho ông, bởi vì nếu tôi không năn nỉ ông phổ nhạc thơ của Nhiên thì đã không có vụ đòi tiền này. Chưa kể, ngoài phần nhạc chiếm 50% một ca khúc của Phạm Duy, ông còn là người viết thêm nhiều câu không có trong nguyên bản bài thơ. Điều đó có nghĩa ngay ở phần ca từ, ông cũng đã chiếm tới 25%. Tóm lại, mỗi ca khúc phổ từ thơ Nguyễn Tất Nhiên, phần của Phạm Duy là 75%, phần của Nguyễn Tất Nhiên chỉ có 25%. Chưa kể, nếu không có Phạm Duy thì ai biết Nguyễn Tất Nhiên là ai? Đấy là câu hỏi nhạc sĩ Phạm Duy nhờ Trung tá Thịnh chuyển cho tôi, để tôi chuyển cho Nhiên. Người sếp trực tiếp của tôi kết luận, đã không phải trả tiền cho nhạc sĩ thì thôi, nay lại đòi tiền bản quyền, thì đó là điều có phần quá đáng. Kết thúc câu chuyện, Trung tá Nguyễn Đạt Thịnh muốn tôi thuyết phục Nhiên hủy bỏ vụ đe dọa kiện cáo. Nhạc sĩ Phạm Duy đồng ý sẽ đưa Nhiên một khoản tiền ít hơn con số đòi hỏi, như một quà tặng chứ không phải là chia tiền tác quyền. Trước khi trả lời, tôi hỏi Trung tá Nguyễn Đạt Thịnh rằng: Thưa Trung tá, tôi nghĩ không biết có đúng không rằng chuyện này nằm ngoài công việc của phòng báo chí. Ông gật đầu: Đúng, chuyện này nằm ngoài công việc của phòng. Nhưng tôi thấy anh Nguyễn Tất Nhiên đó đối xử với ông Phạm Duy như thế có phần không đúng. Và tôi cũng nghĩ như ông Phạm Duy, anh là người duy nhất có thể can thiệp, vì thế mà ông ấy tìm đến đây. Tôi cũng gật đầu: Vâng, thưa Trung tá,
nhưng đó là việc riêng giữa cá nhân tôi với ông Phạm Duy và Nguyễn Tất Nhiên. Nhưng ý anh ra làm sao? Trung tá Thịnh sốt ruột hỏi. Xin trung tá nói hộ với nhạc sĩ Phạm Duy rằng ông ấy nên đưa Nguyễn Tất Nhiên số tiền mà Nhiên nó đòi. Nếu không, tôi cũng sẽ đứng về phía nó. Hôm nay, khi viết những dòng chữ này, nhớ lại phản ứng của mình, tôi thấy ít nhiều bắt nguồn từ tự ái. Phản ứng tâm lý tức thời của tôi lúc đó là tại sao nhạc sĩ Phạm Duy không nói chuyện thẳng với tôi mà lại nói qua ông sếp của tôi như một áp lực hay dọa nạt. Tới thời điểm đó, giao tình giữa tôi và họ Phạm vẫn tốt đẹp. Tuy nhiên, cuối cùng, dường như nhạc sĩ Phạm Duy đã trả cho Nhiên một khoản tiền. Tôi không biết, cũng không hề hỏi con số, nhưng tôi nghĩ là con số không nhỏ. Tôi dùng hai chữ dường như, vì kể từ khi chúng tôi dọn nhà về làng báo chí, phía bên kia cầu xa lộ, trước khi vụ Nhiên đòi chia bản quyền trở thành ồn ào, Nhiên rất ít tìm tôi. Trước 30 tháng 4 năm 1975, tôi có gặp lại Nhiên một lần ngay trước phòng báo chí, cục tâm lý chiến. Nhiên đến tìm tôi với chiếc xe Honda còn rất mới. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về qua sông rộng, người từ trăm năm về qua sông rộng, ta ngoắc mòn tay, ta ngoắc mòn tay, chỉ thấy sông lòng lòng, chỉ thấy sông chập trùng. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về khơi tình đồng, người từ trăm năm về khơi tình đồng, ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn chân, nào có hay đời cạn, nào có hay cạn đời. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn. Người từ trăm năm về như dao nhọn, người từ trăm năm về như dao nhọn, dao vết ngọt đâm, ta chết trầm ngâm, dòng máu chưa kịp tràn, dòng máu chưa kịp tràn. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa
còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm, người từ trăm năm về phai tóc nhuộm. Ta chạy mù đời, ta chạy tàn hơi, quỳ té trên đường đời, sợi tóc vương chân người. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá. Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Người từ trăm năm về ngang trường luật, người từ trăm năm về ngang trường luật. Ta hồng tú tài, ta đợi ngày đi, đau lòng ta muốn khóc, đau lòng ta muốn khóc. Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em, thà là giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến, những giọt rung rung ướt ngọn lông mông, những giọt rung rung ướt ngọn lông mông, khiến người trăm năm đau khổ ăn năn, khiến người tên duyên đau khổ muôn năm.